Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem. Đầu tiên đến với video của mình, Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và chia sẻ với tất cả mọi người. Ở cái chủ đề của video ngày hôm nay là cách phát hiện ra những chú chim chào mào đạt nở cũng như khỏe mạnh, về các yếu tố trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc nuôi nhốt ở nhà. Thế nhưng để phát hiện được chú chim đó qua cái cách tắm của chú chim và thể hiện trên cái bộ lông của chú chim, thì đây là một cái chủ đề của video dành cho tất cả những người anh em mới tập chơi chim. Và chia sẻ với tất cả mọi người là những người anh em chơi lâu năm rồi thì ai cũng dễ hiểu và dễ biết về cái điều này, là một chú chim khỏe mạnh này, một chú chim nông chuẩn, thì trong cái quá trình tắm, tắm rất nhanh và gần như lông cũng không có độ ướt nhiều. Đấy, và chú chim yếu thì bao giờ lông cũng ướt sũng. Đấy, thì chia sẻ với tất cả mọi người qua cái màn hình, Dũng sẽ quay lại luôn. Và đây là cái hình ảnh của những chú chim mà Dũng đang tắm mọi người nhé. Đấy, thì đây là một chú chim rất là yếu mọi người nhé. Đây là một chú chim rất là yếu, và chú chim này Dũng vừa mua về. Đấy, vừa mua về ở cái video mà người anh này, anh chăm sóc chú chim này trong quá trình hơn một năm rồi, là anh trộn bốn loại cám lại với nhau: hạt côn trùng này, cám hiển số 1, cám hiển số 2, và cộng thêm cả cám quang nguyễn nữa. Đấy, có nghĩa là anh này anh nghe theo mỗi một nghệ nhân làm một loại cám tốt trong cái quá trình mà người nghệ nhân đó chăm sóc, thì anh nghe theo bốn ông. Đấy, anh nghe theo bốn ông thì anh về anh mua bốn loại cám anh trộn lại với nhau. Thế là anh ấy là sư phụ của bốn nghệ nhân đó luôn. Đấy, thì con chim này chia sẻ với mọi người là nó đã từng đạt được cái giải ba mà chính tay Dũng quay live stream trực tiếp cũng như làm video của mình, là đạt được giải ba. Và từ ngày về tay của anh này là con chim không chơi nổi, không chơi được, có nghĩa chỉ chơi một vài vòng là bỏ đấu và có biểu hiện gãi rỉa sâu và tắm. Đấy, thì Dũng nghe thông tin anh ấy bán là Dũng bắt về. Đấy, bắt về và Dũng sẽ phục hồi và chăm sóc, bởi vì tố chất của chú chim này là có, bởi vì Dũng đã tận mắt chứng kiến và tận mắt xem. Đấy, là có thì là Dũng sẽ bắt về. Và quay lại với cái chủ đề chính là một chú chim yếu thì tắm bao giờ cũng ướt lông, và cái độ lông nó sũng như này mọi người nhé. Đấy, còn bên cạnh là một chú chim mơ mà Dũng bắt của một người anh gửi ra cho Dũng ở trong Đà Nẵng. Đấy, đây mơ là mơ bắt đầu có biểu hiện là mơ mặt mọi người nhé, mơ mặt, và con chim này mỏ lột. Thì cái chú chim này vẫn chưa đạt được cái kết quả hoàn hảo về lực cũng như là về lửa của con chim, thì trong cái quá trình tắm con chim nó mới lông nó mới gọi là mới được đạt được đến cái tầm này mọi người nhé. Đấy, và chú chim này lông thì cũng khá là mỏng chứ không phải là lông dày. Thế nhưng mà cái thể trạng của con chim nó chưa đạt được nửa thì cái bộ lông nó sẽ như thế này. Đấy, đây. Còn con chim mà nó yếu hoàn toàn thì đây. Đây là một cái minh chứng mà cụ thể qua cái video để Dũng chia sẻ với tất cả mọi người. Đấy, còn bên đây mọi người nhá. Bên đây là hai chú chim mà chim thi của Dũng. Thì đây, mọi người nhìn thấy con chim này nó đang tắm chưa? Đấy, đang tắm và chúng ta gần như là không có thể phát hiện được ra là bộ lông của chú chim này tắm hay không. Đúng không ạ? Đấy, đây là cái biểu hiện cụ thể mà dễ dàng để cho anh em chúng ta có thể là nhận thấy khi mà chú chim của mình có lửa hay không, và con chim nó có khỏe mạnh hay không. Đấy, bởi vì rất nhiều những con chim trong quá trình chúng ta chăm sóc ở nhà mọi người nhé, trong cái quá trình chúng ta chăm sóc ở nhà thì con chim nó giấu tướng, nó ẩn tướng, thì chúng ta cũng không thể phát hiện được ra là con chim nó có lửa hay không được, bởi vì nó có đấu đâu mà chúng ta có thể biết được, đúng không ạ? Mà nó có biểu hiện sục sạo tìm chim đâu mà chúng ta có thể biết được, thì chúng ta có thể phát hiện được qua cái bộ lông trong quá trình con chim nó tắm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải để ý về cái mắt của chú chim nhé. Cái mắt của chú chim là trong cái quá trình mà chú chim chú ấy nằm ở trên cầu ấy, đấy, nằm trên cầu, mắt của chú ấy nồi ra, đấy, thì là có nghĩa là chú chim đó là chú chim đã có nửa và đạt nửa, và chúng ta chỉ có mang lên dàn thì chúng ta mới phát hiện được ra cái nối đánh và mọi các cái yếu tố của con chim thôi. Đấy, còn con chim nó ẩn tướng thì nó ở nhà là nó nằm nó xù người nó ra. Đấy,
Thế nhưng chúng ta cũng có thể phát hiện được nó qua cái quá trình mà chúng ta tắm cho con chim. Thì bên cạnh đây thì cũng như vậy. Đây là một con chim có sức, có lực và gọi là đạt được cái yếu tố của một con chim có lửa rồi mọi người nhé. Đấy, tắm xong nhưng mà gần như là khô lông luôn. Đấy, thì đây là cái biểu hiện mà Dũng chia sẻ cho tất cả những người anh em qua cái video này, và đặc biệt những người anh em mới chơi và những người anh em chưa biết. Còn những người anh em biết rồi thì Dũng cũng xin phép tất cả những người anh em đó để mà làm một cái video dành cho tất cả những người anh em nghệ nhân mới chơi để phát hiện được ra những con chim nó có yếu tố có lửa và thay lông chuẩn và đạt chuẩn là nó phải là như vậy. Đấy, còn đây từ nãy đến giờ thì mọi người cũng có rất là rõ đúng không ạ, một con chim yếu hoàn toàn. Đấy, và đây là con chim nó chưa có lửa, chưa có lửa, và trong cái quá trình mà lông của nó không có các cái chất dinh dưỡng để nó bảo quản cái bộ lông. Đấy, để nó bảo quản cái bộ lông thì nó tắm đến đâu là nước nó ngấm vào đến đấy đúng không ạ, tắm đến đâu nước nó ngấm vào đến đấy thì nó sẽ tạo nên cái độ ẩm và nó không trôi nước đi được, thì nó sẽ giữ lại trên bộ lông. Thì con chim đó là chưa đạt được cái độ tốt thật sự của một bộ lông con chim. Đấy, tại sao có những con chim mà bộ nó nhỏ như thế này đúng không ạ, bộ nó nhỏ như thế này mà trong cái thời tiết như ở ngoài Dũng là rất là lạnh đúng không, mà chú chim vẫn giữ độ đủ ấm cho mình. Đấy, bởi vì làm sao, bởi vì lông của chú đạt chuẩn thì nó sẽ ôm chặt vào người, nó sẽ ôm chặt vào người và nó sẽ giữ ấm được cho cơ thể của chú chim. Đấy, thế còn không phải là những chú chim mà lông dày mới là có thể là giữ ấm cho con chim, hoặc lông dày thì con chim nó mới khỏe mạnh. Và tại sao nhiều anh em là chọn con chim mỏng lông? Mỏng lông là để làm gì? Mỏng lông là cái thứ nhất, trong quá trình thi đấu con chim nó có thể là tìm đấu đánh nhau hoặc nó kia, lông của nó bị ví dụ như là bị xếp không gọn thì nó chỉ cần rũ mình một cái là con chim nó đã gọn lông rồi. Thế còn cái ông dày lông là ông phải đứng ông gãi rỉa, hoặc là ông phải làm đủ các cách để cho mà ông mới có thể là gọn được cái bộ lông của ông, thì trong cái thời gian đấy là ông thua nước đấu. Đấy, nó cũng như con người chúng ta thôi. Đấy, anh em nào mà ra sân thi đấu thì đa số là phải mặc trên mình những cái bộ quần áo mỏng hoặc là thể thao, quần cộc, áo cộc đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thi đấu nó mới nhanh nhẹn mà linh hoạt. Đấy, chứ không ai mặc quần áo bảo hộ lao động để ra sân để thi đấu cả. Đấy là yếu tố mà những chú chim lông dày ra thi đấu thì đôi khi trong người nó bước lên là đứng để mà gãi rỉa, để mà mọi các yếu tố nó chậm chạp. Thì đó là cái yếu tố mà chia sẻ với mọi người. Thế còn rất nhiều những chú chim lông dày, thế nhưng mà cái lối đánh của chú chim vẫn tốt, thay lông vẫn chuẩn, nó không tạo nên các cái yếu tố nóng, chăm sóc tốt. Đấy, thì con chim nó vẫn thi đấu rất là ok. Và những chú chim lông dày mà khi mà chăm sóc lông được tốt, ổn định thì cái lực, cái thể lực của chú chim rất là khá. Đấy, thế còn đây, hai chú chim vừa tắm xong gần như là hoàn thiện luôn. Đấy, còn như ở cái chú chim mơ này thì lực và nửa của chú chim là mới đạt được tầm khoảng 6 đến 70% thôi. Đấy, là qua cái video là Dũng chia sẻ với tất cả mọi người về cái yếu tố là như vậy. Thế còn chú chim này là nếu như theo Dũng nhận xét là nếu mà nói về độ nửa thì chỉ tầm khoảng 20% mọi người nhé, 2 đến 30% thôi, chứ nó không được hoàn hảo. Đấy, và khi nào mà con chim tắm xong nó phải khô được như thế này. Đấy, nó phải khô được như những chú chim này thì đó mới là yếu tố mà hoàn hảo luôn. Đấy. Còn đây là những chiếc lồng, mà Dũng đưa ra để tắm cho chim. Đấy mọi người nhá. Đấy. Vậy là thôi, Dũng cũng xin chia sẻ một số các yếu tố nó đơn giản như vậy dành cho tất cả những người anh em nghệ nhân mới chơi, cũng như những ai chưa biết thì có thể tham khảo mọi người nhé. Dũng biết gì thì Dũng nói vậy đấy, và chia sẻ với tất cả mọi người anh em là thật ra cái thú chơi chim của chúng ta không phải ai cũng biết tất cả. Đấy, biết gì thì chia sẻ cho nhau đúng không ạ, biết gì thì mình giao lưu trao đổi cho nhau. Đấy, thì Dũng cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem. Và Dũng cũng xin kết thúc cái video của mình ở tại đây mọi người nhé. Hãy chờ đón một cái video tiếp theo của Dũng.
Xin chào tất cả mọi người.